Trong tựa đề video các bạn đã thấy rồi đấy, trong video ngày hôm nay mình sẽ mang đến một lựa chọn cực kỳ tốt của nhà Adidas cho mùa hè này. Đó chính là mẫu Adilet 2022 và đặt cạnh chúng so sánh với cả mẫu Easy Slide. Liệu đây có phải là một trong những cái mẫu dép có thể là option tốt nhất để lựa chọn hay không? Hãy đến vào chi tiết video thôi nào. Trước hết thì chúng ta hãy nói qua một chút về phiên bản Adilet 2022 này nhé. Đầu tiên thì chúng là một đôi slide, một đôi dép. Và nhắc về dép thì chúng ta nghĩ đến cái gì? Một chiếc đế với một phần quay ngang để xỏ vào, một chiếc dép mà. Tuy nhiên sẽ không có ai muốn bỏ ra 55 đô chỉ để sở hữu một đôi dép không. Vì vậy chúng ta hãy đến với những đường thiết kế cũng như là những cái cấu tạo và chất liệu của em nó để xem liệu chúng có xứng đáng với giá tiền mà các bạn có phải bỏ ra. Trước hết chúng ta hãy nói qua một chút về những cái đường màu. Nếu mà nói rằng là Adilet 2022 không hề lấy bất cứ cảm hứng nào từ những phiên bản Easy Slide trước đó thì sẽ là nói dối. Vì các bạn cứ thử tưởng tượng mà xem, Adilet nó đã từng là một những trong những mẫu dép sở hữu những cái đường thiết kế như thế này. Đó, với những cái đường màu rất là đơn giản, với những cái sọc trắng, sọc đen quen thuộc. Và bây giờ chúng trở thành như thế này, với những cái đường màu mà nó cực kỳ mới, lạ, mang đậm cái phong cách cổ điển và đặc trưng của Easy Slide. Tuy nhiên cái việc học như thế này nó cũng không phải là một cái gì đó quá xấu, nhất là cả hai đôi dép này đều đến từ cùng một thương hiệu là Adidas. Cộng thêm việc mình đã thấy rất là nhiều những cái phiên bản khác cũng sử dụng những đường màu tông kiểu như vậy và chúng rất là đẹp, nên cái việc này không hề có một cái gì đó là một việc xấu, mà nó còn nâng tầm cái bản thiết kế Adilet này lên một cái tầm cao rất là mới, khác hẳn so với những phiên bản Adilet từng được ra mắt trước đó. Nhân tiện đang nói một chút về vấn đề này thì mình cũng muốn nói qua về việc ở thời gian gần đây đang có một cái drama xoay quanh cái việc Adilet 2022 này với Easy Slide. Đó chính là việc Kanye West đã rất phản đối rất là kịch liệt và sử dụng những trang mạng truyền thông để đăng lên nói về việc đây là một bản nhái Easy, đây là một cái thiết kế rẻ tiền. Tuy nhiên thì bản thân mình thì mình thấy khá là kỳ lạ, vì bản chất hai đôi dép này đều đến từ nhà Adidas là cái thứ nhất. Và nếu mà Adidas muốn thiết kế chẳng có việc gì mà tại sao không chủ động hỏi Kanye West bảo là ê này, tao xin thiết kế này của mày được không? Mà tại sao phải đến cái mức mà Kanye West phải lên cả truyền thông để công kích như vậy? Một cái drama theo mình là không hề đáng có. Hoặc đây chỉ là một cái cách để mà hãng Adidas đẩy truyền thông cũng như là PR cho sản phẩm của mình. Các bạn nghĩ sao? Về chất liệu, Adilet 2022 tự hào là một trong những thiết kế sử dụng phần lớn là chất liệu tự nhiên để hạn chế lượng rác thải nhựa ra ngoài môi trường nhất có thể. Phần lớn thiết kế của chúng sẽ sử dụng là chất liệu cao su tổng hợp để tăng cái tính thoải mái cũng như là sự ổn định cho toàn bộ thiết kế. Ngoài ra, cái việc sử dụng một bộ đệm EVA có 25% là nguyên liệu đến từ cây mía. Đúng rồi, các bạn không nghe nhầm đâu, từ cây mía, khiến cho cái thiết kế này của chúng fresh hơn bao giờ hết so với một đôi dép thông thường. Về thiết kế, theo như mình đánh giá, Adilet 2022 là một cái sự cải tiến vượt trội so với những cái bản Adilet được ra mắt trước đây. Bằng mắt thường, các bạn có thể thấy rằng Adilet 2022 sẽ có một cái thiết kế nhìn khá là gồ ghề, nhưng mà đây sẽ không phải là những cái sự ngẫu nhiên đâu, mà chính bản chất của Adilet 2022 được lấy cảm hứng trực tiếp từ chính những mô hình 3D mô phỏng lại sao Hỏa bởi những chuyên gia cũng như là những nhà thám hiểm đã đặt chân lên đây. Ngoài ra, thay vì những cái đường ba sọc nhận diện thương hiệu thông thường và đã quen thuộc ở trên những thiết kế khác, thì chúng ta sẽ có một dòng chữ ở phần thân là The Brand with the Three Stripes, rất là độc đáo và lạ mắt. Và cái cuối cùng cũng là cái mình đã lưu ý khi nói về chất liệu của cả hai em dép này, đó chính là Easy Slide sẽ mang lại một cái độ êm ái nó tuyệt vời hơn hẳn luôn so với phiên bản Adilet 2022 mình đang có ở đây. Và đó là tất cả những gì về phiên bản Adilet 2022. Với mình, đây là một lựa chọn cực kỳ đáng tiền để sở hữu trong mùa hè này. Và với một cái mức giá 3 triệu thì mình nghĩ rằng là nếu đặt cạnh Easy Slide thì đây là mức giá ổn hơn và tuyệt vời hơn để sở hữu một cái đôi dép đầy hiệu năng cũng như là có một vẻ ngoài độc đáo như vậy. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích phiên bản nào và thiết kế nào hơn? Hãy để lại ở phía dưới comment cho chúng mình biết nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.